Khang Audio 18 Bình Dương xin kính chào các sư phụ, chào các sư huynh, chào các hiền đệ. Báo cáo với lại các sư phụ cùng các huynh đệ trước khi đi bắt gà. Thì quay một cái video theo yêu cầu của một số huynh đệ. Có rất nhiều yêu cầu nha, có rất nhiều thư gửi về cho Khang Audio 18 Bình Dương. Thế nhưng mà nó nôm na ngắn gọn lại nội dung chương trình ấy là thư gần thư xa, toàn những là thư yêu thích chương trình dân ca và nhạc cổ truyền cùng với lại chương trình giới thiệu âm ly loa đài của đồng chí Khang Audio 18 Bình Dương nhá. Một lần nữa cho mình gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các sư phụ cùng các huynh đệ khắp ba miền Bắc, Trung, Nam. Bây giờ mình test hoạt động của chiếc âm ly Kenwood chạy điện 120V. Thì vừa rồi có một người anh em chia sẻ với mình rằng chiếc âm ly này là xuất sang thị trường Mỹ. Ở thị trường bên Mỹ thì cái nguồn điện là người ta sử dụng 120V. Đây, Kenwood. Đây là cái model của nó. Đấy, cái model của nó, đợi mình nín thở để cái điện thoại nó sẽ nét. Đấy nhá, đấy, cái điện thoại nó rất chi là tình cảm. Ngoài khuyển mã chi tình ra rồi là còn cái điện thoại nữa nhá. Đấy, mình nín thở phát là camera nó hoạt động tốt ngay. Thế nhưng mình mà không nín thở là camera nó không nhìn thấy. Nhà nó lười. Đấy. Thì chiếc âm ly này mình cung cấp với một cái mức giá tiền Việt là 750.000 đồng, không bao gồm phí ship vận chuyển. Âm ly này chạy điện 120V. Đấy, ngoài âm ly ra rồi nó còn kết hợp thêm cái vấn đề đó là radio. Radio ở đây mình chỉ test bằng FM thôi, còn AM mình không test, tại vì nó có hoạt động hay không mình không không cần biết. Mình bán cái âm ly ở cái thể nó bắt sóng FM và nó có chức năng khuếch đại tín hiệu, tức là âm ly đấy nhá. Thế còn AM nó có bắt được hay không cái đấy thì không biết. Một linh hai phẩy bảy đây này. Về bản chất vấn đề thì ta nghe radio ta cũng chẳng nghe được cái băng sóng điều biên. Băng sóng điều biên là cái băng sóng AM ấy nha, nghe cái âm thanh ấy nghe nó chỉ muốn rút điện ra thôi. Nghe sang cái băng sóng điều tần phát âm thanh nó khác ngay. Đây là volume đây này, volume to nhỏ đây. Đấy, có cái thằng cu đây, cái thằng cu này là chuyển tín hiệu ngõ vào đây. Đấy, video 2 này vẫn hai chiều, chiều nào cũng được nhá. Đây này, chiều nào cũng được. Đấy, phono này. Đấy, radio này, video 2 này, CD này, video 1 này, phono này nhá. Đấy, giờ để radio bắt 102,7 này. Bắt rất chi là nét. Đấy, 102,7 đây. FM 102,7 đây. Đấy. Một sản phẩm của VNPT. Thì cái âm ly này nó chơi tốt với ba loa bass với đường kính bass 20 cm. Thế còn nếu như loa bass mà 25 cm thì chơi nhẹ nhàng là chơi được, chứ chơi to thì không chơi được. Tuy nhiên ở đây mình đang đấu với lại cái loa ba tấc cơ, để xem mà cái độ dẻo dai của nó thế nào nha. Mình thấy có nhiều món đẹp, mình nói là ê, hay là mình mua cái này đi. Có lúc bạn mình nói là thôi mua về đồ cũ sợ ma lắm. Thì không biết Besuka thuộc do sống này. Thì do sóng tự động cho nó có dừng không? Chín tư mà không dừng là không 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 được. Chín tư không dừng. Nha. Chín tư không dừng tức là cái chức năng do sóng tự động của nó không không hoạt động. Nói tức là mà thảo dược ở trong nước cộng thêm với cả cái sốt cây của cơ su đỏ thì nó ra một cái giải pháp làm thành viên nang uống nó tốt rồi, mà người ta còn làm bằng xe bôi nữa. Chúng ta có thể là vừa nói chung là nó không dò sóng tự động được nhá. Hay là mình không biết dùng này, 530 này, AM đây này, AM nhưng mình không cắm anten vào thì chắc không bắt được đâu. Đây. Không cắm anten không bắt được nhá.
con này dò sóng phải dò tay, như là dò tự động nó không không dừng nhá. Đây lùi về 5m, 9.2 này. Nó là cái đài địa phương này, nghe nó chán lắm nhá. Chuyển sang 102.7 đi. Đấy, 102.7 này. Phải sạch sẽ, không bong tróc, không. Đấy, đi ai rồi. Cứ lần hồi như thế, cuối cùng ông lại trở thành một kỹ thuật viên máy ảnh nhà nghề lúc nào không? Thôi giờ chuyển sang test nhạc nhá. Radio đấy, FM vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, chức năng auto tuning, tức là tự động dò sóng không hoạt động. Test nhạc nha. Đây về. Đây rồi. Đây sẽ chuyển sang CD này. Đây. Đây mình đấu là ba tấc của mình đấy nhá, ba tấc. Nó không có chỉnh bass jack, nó chỉ chỉnh hiệu ứng cái mấy cái âm thanh này, nhưng mà hiệu ứng này nghe nó gì lắm, chỉ có để mỗi cái chế độ này nghe là nó hay thôi. Nhưng mà tiếng bass nó đánh sâu lắm, sâu thâm thẳm. Xin phép dừng clip ở đây để đi bắt gà. Trân trọng cảm ơn các sư phụ cùng các huynh đệ. Chào thân ái. Merci.